Mai Lê Nguyễn Văn San hay kênh Sao Mai Group. Dự án nhà máy xay sắt đũa gạo của Sao Mai thì bao gồm sấy 6.000 tấn trên giờ, tồn trữ 240.000 tấn lúa ở trong xe lô và 160 tấn xay sắt trên giờ đặt tại vị trí 22 hecta đất xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam. Tên Lê Thành Thuấn, chủ tịch tập đoàn Sao Mai. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu lương thực đứng thứ top 3 trên thế giới, và do đó là nó là những cái điều kiện cơ hội để mà thành đạt cho các doanh nghiệp làm lương thực. Tuy vậy nhưng mà phải đi theo cái hướng mà ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới. Thì nếu mà ứng dụng được cái tiến bộ khoa học thì cái năng suất lao động nó sẽ cao hơn và cái chất lượng hàng hóa nó sẽ tốt hơn. Và có nhiều cơ may để cho chúng ta có lợi nhuận và đổi đời cho người nông dân. Sao Mai đã thấy được vấn đề này. Sao Mai đã đầu tư về lĩnh vực cá, thủy sản rất là thành công, và bây giờ Sao Mai có khát vọng là muốn đầu tư tiếp vào mảng lương thực, một trong những cái mảng còn đang bỏ ngỏ đối với Việt Nam. Trong nhiều năm khủng hoảng kinh tế thì các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn về vấn đề xuất khẩu lương thực. Nhưng mà đến bây giờ thì Sao Mai đã thấy được những cái cơ hội để mà có thể tham gia vào cái thị trường này. Do đó là Sao Mai phải đầu tư một cái dự án, một cái nhà máy có tầm xứng đáng với khu vực để phát triển bền vững. Capacity, công suất của nhà máy full là 1.300.000 tấn một năm, và sẽ cho ra là 130.000 tấn cám phụ phẩm và 260.000 tấn chấu, và 63% là gạo nguyên. Và trong cái chuỗi của Sao Mai thì phần cám của nhà máy xay sát sẽ cung cấp cho bên nhà máy thức ăn thủy sản 80.000 tấn, và cung cấp chấu cho nhà máy thức ăn và nhà máy chế biến bột cá, mỡ cá là 120.000 tấn. Mục tiêu của Sao Mai phấn đấu trở thành là trong cái top đầu lên đinh về sản xuất lúa gạo, thì Sao Mai sẽ kết hợp với một công ty của một cái ông Việt Kiều ở Canada là ông Nguyễn Thanh Mỹ về làm về cánh đồng thông minh và cái phân bón thông minh. Tức là bên này sẽ đầu tư phân bón giống và thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân, và sẽ sản xuất ra cái lúa gạo theo cái đơn đặt hàng của Sao Mai, theo cái chất lượng mà Sao Mai nghiên cứu ở thị trường người ta yêu cầu, để nó tăng cái giá trị. Và khi mà bắt đầu tư như vậy thì cái chi phí đầu vào họ sẽ giảm được 10%, và cái phần năng suất sẽ tăng được 15-20%, và nó cắt được cái phần trung gian 10%, thì luôn luôn là mình đảm bảo được cái giá thành của mình nó sẽ cạnh tranh, và mình truy xuất nguồn gốc cái sản phẩm của mình thì mình khi đó mình bán hàng ở trên thị trường thì nó sẽ tăng sức cạnh tranh và có sự hấp dẫn đối với khách hàng. Chúng tôi được biết công ty SKIOLD là một trong những công ty mà hàng đầu tư vấn hàng đầu về công nghệ thiết bị về lĩnh vực chế biến lương thực, và đội ngũ của SKIOLD cũng rất là chuyên nghiệp, và có đặc biệt là SKIOLD rất có uy tín trên trường quốc tế trong lĩnh vực tư vấn về đầu tư các cái nhà máy lương thực. Và chúng tôi rất may mắn là được hợp tác với SKIOLD, trở thành những đối tác chiến lược trong lâu dài. Maybe bởi vì hiện tại ở Việt Nam thì có rất nhiều giống lúa, ví dụ ở Ấn Độ thì có Basmati, ở Thái Lan thì có Homani, ở Campuchia thì có Jumdon Fra, nhưng mà ở Việt Nam thì có những cái tên lâu đời như Tắm Thơm, Làng Thơm Chợ Đào. Sắp tới đây thì Sao Mai cũng sẽ đặt hàng các cái nơi trung tâm làm giống như là Iri hoặc là Viện Đối đồng sông Cửu Long, thì sẽ có những cái tên hiệu mà cái thương hiệu mà gạo Sao Mai làm sao cho nó có ấn tượng và có cái đảm bảo để phát triển được cái thương hiệu trên thị trường gạo thế giới.
sản phẩm của bên Sao Mai thì chỉ chú trọng đến cái gạo Jamaica, thì dự kiến là sẽ sản xuất khoảng 20%, rồi gạo Jasmine khoảng 40%, và cái gạo một cái giống gạo là Omon 6976, nó có tăng cái phần chất sắt để cho cái xuất khẩu thì người ta có một cái yêu cầu. Và một số những gạo loại thứ khác thì khi mà mình đầu tư cái giống tốt như vậy thì cái sản phẩm nó sẽ đạt được yêu cầu. Qua tìm hiểu thì chúng tôi biết SKIOLD là một cái doanh nghiệp mà có rất là trên 140 năm kinh nghiệm, và nhất là họ kinh doanh trong cái nước Đan Mạch, rất cái ngành nông nghiệp rất phát triển, và họ sẽ có cái giải pháp tối ưu để giúp cho Sao Mai thực hiện về dự án này, cũng như về chọn thiết bị rồi nhà xưởng rồi tiến độ, cũng như là về giá thành của dự án để nó tối ưu nhất. Thì bên Sao Mai tin tưởng là số SKIOLD đã có nhiều kinh nghiệm và có thể giúp hỗ trợ hợp tác với Sao Mai được thành công với dự án này.